Nói chung là em chả hiểu cái gì cả, nghe không hiểu. Thế chồng đâu, chồng chị đâu? Đi làm. À chồng đi làm à? À chị cũng nói được tiếng Kinh một chút chút đấy chứ, đúng không? À, như này thì mình mới hiểu được cái đời sống của họ. Có thể là mình đang suy nghĩ theo cái tiêu chuẩn của mình thì mình thấy là họ khổ rồi, họ vất vả, bởi vì cái nếp sống đấy họ đã giữ từ ngàn đời nay rồi, khó có thể nói rằng là một cái điều gì đấy nó tiêu cực ở đây. Thế cái gì cho người ăn? Người ăn cái gì? Đối với người Mông ấy thì người ta vẫn tin vào những cái bùa này sẽ giúp cho họ được khỏe mạnh, may mắn và tránh tà ma sẽ không xâm phạm được vào cái ngôi nhà này. Các bạn thân mến, trong cái lạnh của mùa đông buốt giá, khu vực ở vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang, cụ thể là đang ở huyện Mèo Vạc, thì tôi bắt gặp những cái khung cảnh mà các em nhỏ cũng như là cùng với phụ huynh đang đi lấy củi hay là lấy một cái loại lá gì đó. Chào chị nhá. Ở đây là các con của mình à? Hay là à ba đứa con à? À chị không nói được tiếng Kinh à. Này các con ơi, chú có kẹo cho các con này. Này con dừng tí ăn kẹo nhá. Đây này, chú tặng con nhá. Đây sô xanh. Đây à, ở đây chị ơi, cái này là mình đem về làm gì? Cái này đem về làm gì? Nói chung là em chả hiểu cái gì cả, nghe không hiểu. Thì bây giờ là thế thôi, cứ đi về cùng nhá. Nhà chị ở đâu? Ở được rồi, nếu mà nhà chị gần đây thì tôi sẽ đi cùng luôn, bởi vì là chị giải thích chị không nói được tiếng Kinh là mình cũng không hiểu. Này con đấy. Rồi bây giờ chú sẽ về nhà mọi người xem là có cái gì có thể giúp đỡ hỗ trợ được không nhá. Anh nhóc này thì mang rau cải. Đấy, còn lại mọi người đều mang một cái loại thân cây khô. Tôi không biết được rằng là cái này về làm củi à? Đốt à? Hay là cho con gì ăn? Bởi vì nếu mà con gì ăn thì phải là tươi chứ. Không ăn được. Không ăn được à? Thế về làm củi à? Đốt à? À đây rồi, một ngôi nhà rất là xinh xắn ở ngay bên đường. Lần lượt từng người vào đấy. À, cái cổng khá là nhỏ nha. Ui chọc vào mắt con chưa đấy. Khi mà vào đây thì tôi mới để ý thấy mọi người có rất nhiều những cái thân cây khô ở trong nhà, nào là cái gốc cây của những cái cây ngô này. Đây bên hiên nhà này. Rồi đây là cây này là cây gì đây à chị? Chân nhá. À nói chung là một cái loại cây mà nó đã khô rồi, khô trắng rồi. Còn đây là những cái cây này là cây hoa xuyến chi này, cây xuyến chi này. Nhưng mà đặc biệt là tất cả những cái này đều là xuyến chi hết. Tôi dựa vào những cái hoa mà nó còn sót lại thì thấy là cùng một loại cây. Chứ chị mọi người cũng không lấy tạp. Ủa em bé này vẫn còn đang cố mà cởi cái dây buộc một cái bó mà to cả người em. Nhưng mà các bạn biết không, to thôi nhưng mà những cái cây này nó khô ấy thì là nó cũng khá là nhẹ thôi, không quá là nặng. Tôi đoán nhá là mọi người đem những cái cây này về để chuẩn bị cho một mùa đông giá lạnh để không đi lấy được củi á, thì chi bằng chúng ta sẽ vào xem để là họ có phải sử dụng để làm củi hay không. Đó là khám phá cái gian bếp của mọi người. Thế hôm nay ba mẹ con đi lấy củi. Thế chồng đâu, chồng chị đâu? Đi làm. À chồng đi làm à? À chị cũng nói được tiếng Kinh một chút chút đấy chứ, đúng không? Đây ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là mọi người vẫn treo những cái bùa này. Đấy, đối với người Mông ấy thì người ta vẫn tin vào những cái bùa này sẽ giúp cho họ được khỏe mạnh, may mắn và tránh tà ma sẽ không xâm phạm được vào cái ngôi nhà này. Đây là một cái ngôi nhà mà
tôi nghĩ là khá là tiêu biểu cho một cái ngôi nhà của người Mông ở khu vực này, với những cái bức tường bằng đá. Đây các bạn thấy này, đá này là gồm rất nhiều những cái hòn đá nhỏ nhỏ được xếp lại một cách tỉ mỉ. Và ở trong này thì là một cái ngôi nhà bằng gỗ thôi, lợp bô xi măng, và thỉnh thoảng lác đác có một chỗ là bị thủng này. Thế bây giờ là mình đã vào nhà chưa chị? Xong vào nhà cho ấm. Ừ. À. Đây. Không một khóa à? Có. Có. Đấy. Ui lạnh lắm các bạn. Các bạn nghe tiếng gió lao xao chưa? Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào. Có thể nói là vào cái mùa này ấy thì ngôi nhà đã gần như là thành một cái nhà kho luôn. Bởi vì lạnh, mọi người để những cái đồ lương thực, những cái món, những cái bao tải ngô. Đấy. Gần như là cái không gian chơi của các cháu. Bọn trẻ con chắc là chỉ có quanh quẩn bên bếp lửa thôi, chứ ở đây thì không biết là chơi như nào với một cái không gian như này. Nhưng mà khi mà vào ngôi nhà này, tôi thấy là có một sự chuẩn bị rất là kỹ cho cái mùa đông lạnh giá đang tới. Đây, các bạn có thể thấy là ngô này. Đó, rất nhiều ngô bên này, và đặc biệt là phía trên này là ngô nhiều luôn, xếp thành một bức tường ngô luôn. Đấy. Ngô này là để nấu mèn mén à chị? Mèn mén à? Thế đây thế cái này là món gì đây? Cho lợn à? Là gồm có ngô này, nấu lên với cả củ cải đúng không? Thế còn đây món này? Món này là cho lợn ăn. Cũng cho lợn ăn à? Cho lợn ăn. Thế cái gì cho người ăn? Người ăn cái gì? Người ăn cái mèn mén. Đây à? Đây là người ăn cái này à? Đây thì xem là chị có... Ồ, thế mèn mén này mình ăn với cái gì? Ăn cái mèn mén, không có cái gì ăn. Thì không có thịt à? Không có thịt ăn. Không có thịt ăn, cái... ăn à? Cùng rau. Ăn với rau à? Rau nấu canh lên xong mình ấy đúng không? Ờ, rồi. Đây thì trước mắt thì... mình sẽ tặng cho các cháu số kẹo này. Này các con ơi, các con này, chú cho kẹo này. Thế ở đây là con là anh cả đúng không? Anh cả ra đây lớn nhất à? Cô không phải, con này phải chú. À chú à? À đây là thế con của hai đứa này à? À con đây là chú đây đúng không? Chú trẻ thế. Thế bây giờ là đây chú nhá. Chú chia nhá. Chú chia cho mọi người nhá. Đấy. Nói chung là người Mông là có một cái gì đấy rất là kiểu họ chân chất một cách tuyệt đối luôn. Thế là đưa cho bảo là à chia cho người nọ người kia thì mọi người cũng chia như thế. Đấy để xem cái sự công bằng đấy, các bạn thấy chưa? Em ý là chia là đủ luôn, đầu tiên là mỗi người hai cái xong đút vào túi đủ này, xong lại tiếp tục chia tiếp này. Đấy. Chứ không có kiểu chia một cách nó không kiểu không đồng đều ấy, hoặc là có một chút gì đấy không trung thực, là mình thấy là người Mông không có cái điều đó. Thực sự là thấy mọi người chỉ có mèn mén và không có một chút thịt gì ở đây. Bây giờ mình nghĩ xem là ở trên xe, hình như trên xe của Hoàng Nam thì cũng có một chút đồ dự trữ. Thì bây giờ các bạn đợi Nam một chút nhé. Nam chạy ra Nam lấy để làm quà cho mọi người. Coi như hôm nay là một cái dịp rất là may mắn mới gặp được các em cũng như là các chị ở đây. Giờ đợi Nam một chút. Các bạn thân mến, rất là may mắn trong cái thời điểm này thì Nam cũng đang cấp tập chuẩn bị một số những cái món hàng đặc sản ở khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là ở Hà Giang, để có thể tuyển chọn vào cho gọi là một cái gian hàng Challenge Me. Ở trong đó thì có thịt trâu gác bếp, một trong những cái món mà Nam rất là tự hào bởi vì được làm vô cùng cầu kỳ và được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Thì bây giờ Nam sẽ
mà dùng cái gói thịt trâu này để làm quà cho mọi người trong gia đình này. Bây giờ các bạn hãy cùng vào, có thể là tạo một xong cái bất ngờ cho họ nhé. Bởi vì như các bạn thấy đấy, là ở đây chỉ thấy mèn mén là mèn mén không. Mọi người chỉ ra ngoài vườn tiện thì lấy vài cái rau về nấu lên ăn thôi. Đấy, trong nhà thì lúc nào cũng tối như này, và mọi người ngồi chơi ở trong này cho ấm. Công nhận là ở trong này ấm thật. Ra ngoài mà gió máy các bạn ạ. Ra ngoài thôi là gió phát là lạnh rồi. Trong rất ấm. Nhưng mà trong nhà này thì cũng chưa có một cái kiểu bếp lửa, nó cũng chắc là khi nào nấu thì mới có bếp lửa thôi. À, bây giờ chị đang làm gì? Cho lợn ăn. Đấy, cho lợn ăn. Nói chung là mọi người sẽ thấy rằng là ở Hà Giang ấy, những người đồng bào người ta chú trọng đến những cái con lợn, con bò, những con gà, tức là những cái đồ chăn nuôi, những cái con gia súc, gia cầm hơn là cho người. Tức là người thì ăn qua loa, cứ đấy làm một cái nồi mèn mén ấy thì ăn cho qua thôi. Chứ còn những cái con gia súc, gia cầm nó đem lại kinh tế thì mọi người chăm nó cầu kỳ hơn rất là nhiều. Em bé này thì vừa rồi thì mình thấy là mang rau cải rồi một cái cây ngô này về thì mình nghĩ rằng là chắc là để cho nhà ăn. Nhưng mà thấy chị đang băm cải này thì chắc lại là cho con, chị vừa nói là cho con lợn ăn rồi. Thế chị ấy thấy cái rau cải trong này là cho con gì ăn? Cho lợn ăn. Ô, lại cho lợn ăn. Đấy, các bạn thấy chưa? Tức là đi rất là vất vả, tất cả mọi thứ lấy về là chỉ có cho lợn ăn. Khổ thân thế này thì tôi biết là mọi người thì ai cũng phải lo đến kinh tế các thứ thôi, nhưng mà bản thân sức khỏe của mình, đặc biệt là trong cái điều kiện mà thời tiết nó lạnh giá giá buốt như này thì như này thì mình mới hiểu được cái đời sống của họ. Có thể là mình đang suy nghĩ theo cái tiêu chuẩn của mình thì mình thấy là họ khổ rồi, họ vất vả, nhưng mà bởi vì cái nếp sống này họ đã giữ từ ngàn đời nay rồi thì đang nghĩ là mình khó có thể nói rằng là một cái điều gì đấy nó tiêu cực ở đây. Thì mình, nếu mình đem đến một cái gì đấy nó tốt đẹp hơn, đặc biệt là trong những cái bữa ăn, thì mình sẽ giúp. Chị ơi, em có một chút quà này nhá. Đây, đầu tiên thì là một cái món quà này. Đó, để chị có thể là đi ra chợ mua thêm quần áo gì đó cho các em nhá. Sơ sinh. Thứ hai là em có một cái một chút thịt trâu gác bếp. Cái này cực ngon luôn. Không phải là cứng như là que củi đâu. Cái này là nó mềm mềm, là có thể, một là có thể ăn được ngay, hai là hấp lên. Ba là em nghĩ là mình có thể chế biến thêm một món gì đó, ví dụ là thêm vào, bởi ở đây là mình không thể hướng dẫn mọi người làm cái món ở dưới xuôi được, là mọi người có thể hay là nấu canh đấy, mọi người sẽ cho thịt vào để ăn với mèn mén đấy, đa số trên này là như vậy. Thì bây giờ thì trước tiên thì mình sẽ bóc ra đi, để em bóc ra nhá, để cho các cháu có thể là tăng gia có một món ăn chơi. Đây, chị lấy cái dao thái đây cho em. Đây, con dao quắm này. Rồi, đấy, các cháu đang rất là hồi hộp rồi. À, khi mà gặp các cháu này thì tôi mới nhớ là tôi có một đứa con đỡ đầu tên là Di. Thì khi mà Di thì có điều kiện tốt hơn các cháu, nhưng mà khi mà đi chơi các thứ ấy thì tôi hỏi rằng là Di thích ăn gì, thì Di nói rằng là Di thích ăn thịt. Đặc biệt các cháu trên này thích ăn thịt lắm. Đây, các bạn thấy này, cái thịt trâu mà được thái mỏng ra như này. Đấy, mỏng như kiểu là nó không thành một cục to như này thì rất là dễ ăn theo từng thớ này. Đấy, các bạn thấy chưa, bóc ra một cách dễ dàng. Ủi, thơm lắm. Thơm mới là thơm luôn. Đấy, các bạn, các cháu thích ăn thịt còn như là ăn kẹo luôn, hơn kẹo này. Bây giờ đây, chú cho con này. Đấy, con ăn thử xem. Con ăn đi.
À. Đấy. Đây. Ngon không? Đấy đi. Thường thường ấy, khi chúng ta mà ở dưới xuôi ấy, đi đi học về là chỉ mong được bố mẹ mua cho được cái bánh xiên thịt là ôi ăn thấy hạnh phúc lắm. Đây còn các cháu là đi lao động vất vả, đi mấy cây số, hàng chục cây số thì về thì cũng chả được có gì để ăn để tráng miệng ạ. Để ăn để kiểu gọi là tăng thêm một cái sức gì đó với cái mùa đông lạnh giá như này. Đây cái này của chị này, chị ăn thử đi. Đấy, ăn ăn thì cho có sức, không mình làm tiếp không thì mệt lắm. Đây, các cháu ăn ngon lành luôn đây. Đấy, chú bón cho. Đấy, ngon không? Cái trâu gác bếp này thì Nam vô cùng tự hào luôn, là một cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng là Nam ưng ý nhất, bởi vì được tuyển chọn này, sơ chế này và chế biến theo cái công thức và cái cách thức mà Nam đã tổng hợp được ở trong rất nhiều cuộc hành trình, và mình thấy là nó hợp lý nhất. Đó là những cái thớ thịt rất mỏng và dọc theo những cái thớ đấy để cho mình dễ bẻ hơn, dễ để tách nó ra hơn, cũng như tẩm ướp theo cái hương vị nó có thể gọi là gây thương nhớ ấy. Thì nói chung là ngày hôm nay em vô tình trên đường gặp được nhà mình đang đi lấy củi và lấy đồ cho lợn về, và gặp vào trong nhà và biết được một cái ngôi nhà rất là điển hình của đồng bào người Mông. Khi mà mùa đông rét mướt đang đến thì mọi người sinh hoạt như thế nào, và cũng đã giúp được mọi người có được một chút gì đó vui vẻ, đặc biệt là các cháu ít nhất là có một vài bữa có thêm thịt và có kẹo để ăn vui hơn. Và vào cái mùa này đứa nào cũng sụt xịt à. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Chúc chị mạnh khỏe nhá. Có dịp thì mình lại gặp lại nhá. Rồi chào các con nhá. Nào, yeah. Đấm tay. Yeah, đấm tay nè. Yeah. Yeah. À đây, bây giờ tôi mới lia mắt vào cái bếp này thì mới thấy rằng là đây chính là cái củi mà mọi người đem về đấy. Lúc đầu mình cứ nghĩ là cái cỏ ấy. Đấy, tưởng mọi người đem về tắm hay làm thuốc gì đấy, nhưng hóa ra là cũng làm củi. Ở củi đây không phải là những cái thanh củi to như là ở một số nơi, mà đều là những cái thân cây cỏ, những cái thân cây bụi nó nhỏ nhỏ như này. Những cái này thì nó không thành than, nó không giữ được lâu. Đốt một phát là nó bùng lên khá là nhanh. Mình thì rất là một người cũng rất là sợ mùa đông, sợ cái lạnh. Đấy. Lạnh vừa vừa thôi thì còn vui, chứ còn lạnh quá thì cũng gây khó khăn trong sinh hoạt lắm. Nhưng mà khi mà thấy được mọi người Mông vẫn còn bám trụ ở những cái vùng đất khó khăn xa xôi của Tổ quốc, mọi người vẫn kiên cường như là những người chiến sĩ đánh dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam, thì mình cảm thấy rằng là những cái khó khăn có thể là sắp tới nó cũng chưa là cái gì cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi đến nhiều những cái vùng mà khó khăn cũng như là độc đáo, đặc biệt hơn ở trên Tổ quốc Việt Nam, và cụ thể ngày hôm nay là ở tỉnh Hà Giang. Các bạn hãy đi cùng Nam nhé. Đi thôi. Let's go.